Đấu La Đại Lục tập 254. Trong lúc Đường Tam gặp nguy hiểm đến tính mạng, hai thần đại nhân đã xuất hiện. Hai thần và thiên sứ thần Thiên Nhận Tuyết buông lời thách thức, sau đó chuyển từ đấu võ mồm sang đấu bằng thực lực. Thiên Nhận Tuyết liên tục công kích, hai thần đại nhân chống trả kịch liệt. Thiên Nhận Tuyết sử dụng hồn kỹ triệu hoán ra vô số ánh sáng chiếu thẳng vào người đối thủ. Hai thần cũng vung tam số kích thi triển vô địch phong ba ngăn cản đối thủ. Hai bên song co kịch liệt. Tuy sóng năng lượng của Thiên Nhận Tuyết mạnh hơn so với thần niệm hai thần, vậy nhưng lại bị chiêu vô địch phong ba dùng cách đặc thù rời năng lượng đi, từ đó cân bằng lại thế cục. Ngay sau đó, hai thần mới phản công, triệu hoán nước chảy xuống tấn công Thiên Nhận Tuyết, buộc nàng ta phải liên tục tránh né. Nước như cơn lũ đổ xuống lòng đất, kế tiếp là điều khiển dòng nước tạo thành một cơn sóng thần. Thiên Nhận Tuyết ngừng tụ lực lượng tạo ra một vòng kết giới bảo vệ bản thân, sóng thần nhanh chóng ập tới cuốn trôi tất cả. Đường Tam cảm thấy sinh mạng của mình đang dần trôi đi, hắn xin lỗi vì đã khiến cho hai thần đại nhân thất vọng. Vậy nhưng ông ta lại cho rằng hắn đã làm rất tốt rồi. Dứt lời liền truyền lực lượng vào ấn ký trên trán Đường Tam, giúp cho hắn sống lại và hoàn toàn lột xác. Đây giống như là lấy mạng đổi mạng, ấn ký trên tam so kích lập tức biến mất. Tam so kích bây giờ cũng giống như mất đi linh hồn. Thế nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên đã, chuyện quan trọng nhất bây giờ là hội hợp với mọi người. Đám người Sử Lệ Khắc bây giờ vô cùng sốt ruột, đi đứng không yên. Ngoài lo lắng chờ đợi ra thì bọn họ cũng không biết phải làm gì khác. Thiên Nhận Tuyết bị cuốn trôi nhanh chóng trở lại. Đường Tam cũng nhanh chóng lao lên khỏi mặt biển, hắn vội vã gọi mọi người. Bây giờ không còn thời gian giải thích nữa, mau chóng xuống biển. Cả đám nghe vậy, liền nhanh chóng tiến vào bên trong hãn hải kiền khôn cháo. Bọn họ vừa rời đi thì Thiên Nhận Tuyết đã lên trên mặt đất. Nàng ta bạo phát lực lượng dò xét. Vậy nhưng mà kỹ năng ẩn thân của hãn hải kiền khôn cháo quá mạnh mẽ, Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn không phát hiện ra được. Cho nên đành phải để lại lời nhắn, đợi sau khi hắn thành thần thì lại đọ sức một phen nữa, để xem là hải thần mạnh hay thiên sứ thần mạnh hơn. Đám người Mã Hồng Tuấn sau khi nghe được những gì Đường Tam trải qua thì vô cùng kinh ngạc cũng ngưỡng mộ. Đường Tam thì cảm thấy tiếc nuối, cho dù miễn cưỡng sống lại thì cũng phải trả giá bằng việc trái tim hải thần vỡ nát. Hắn đoán rằng sau trận chiến vừa rồi, Thiên Nhận Tuyết sẽ phát hiện ra bản thân mình chưa đủ mạnh, việc hoàn thiện bản thân quan trọng hơn nhiều so với việc hủy diệt hai đại đế quốc. Vậy nên ra làng quan tạm thời chắc không gặp nguy hiểm. Khảo hạch lần thứ 8 là tiêu diệt Thâm Hải Ma Kình Vương. Lúc trước cả đám suýt bị nó lấy mạng, lần này bọn họ muốn tính sổ ngược lại. Bộ dạng ai nấy đều vô cùng hào hức. Tiểu Bạch giải thích, tu vi của nó sâu không lường được, cho dù là ba tái tây cũng chưa chắc có thể chiến thắng, nên nhất định phải cẩn thận. Ba tái tây từng nói qua, Thâm Hải Ma Kình Vương dường như sắp hóa rồng thành thần. Đường Tam muốn biết rõ hơn, vậy nhưng Tiểu Bạch chưa từng nhìn thấy nó nên cũng không biết gì về năng lực và sức mạnh của nó cả. Tộc nhân của nàng từ khi sinh ra đã bị trường bối nghiêm túc cảnh cáo, cấm không được tiến vào Ma Kình Hải Vực, bởi vì sinh linh tiến vào Ma Kình Hải Vực vốn không thể nào sống được. Nếu đi bằng tốc độ nhanh nhất thì cần khoảng 3 ngày là tới nơi, thời gian đó vừa đủ để cho bọn họ chuẩn bị kế sách. Đường Tam sẽ giao chiến với Thâm Hải Ma Kình Vương, những người còn lại tranh thủ dò xét vị trí công kích và năng lực phòng ngự của nó. Nơi này chính là sao huyệt của Thâm Hải Ma Kình Vương. Vừa đi tới nơi, bọn họ đã cảm nhận được khí thế áp bức. Thâm Hải Ma Kình Vương cũng nhận ra có kẻ xâm nhập nên lập tức bạo phát lực lượng cảnh cáo. Đường Tam lấy ra hồn kỹ thứ 5, làm ngân bá hoàng thường ném xuống bên dưới cảnh cáo ngược lại. Trường thương lao như cơn gió xuống mặt biển đâm thẳng vào người Thâm Hải Ma Kình Vương. Vậy nhưng với thân hình khổng lồ của nó thì đòn công kích này chẳng khác gì là gãi ngứa, chỉ bằng lớp da cứng bên ngoài đã cản được công kích của hồn kỹ 10 vạn năm. Tên kia nhận ra Đường Tam, lần trước bị hắn lừa một trận nên vẫn còn cay cú. Ấy vậy mà lần này còn đến đây giơ ngoài. Nó tạo ra một cơn sóng thần buộc cả đám phải lao lên không trung. Sau đó điều khiển con mắt trên tế đàn tấn công Tiểu Vũ. Đường Tam nhanh chóng giải cứu nàng ta, đồng thời cũng nhận ra tên này có thể mượn được sức mạnh của biển. Thâm Hải Ma Kình Vương lao lên trên mặt nước, Đường Tam vung tam so kích vận sức tạo ra một quả cầu tấn công vậy nhưng không ăn thua. Tên kia cho biết, năm đó là hải thần dùng thanh tam so kích này đâm mù một con mắt của nó. Do Đường Tam trở thành truyền thừa của hải thần, vậy thì ân oán này nó sẽ tính sổ lên đầu Đường Tam. Đường Tam cầm tam so kích lên, vinh vinh ở phía sau phụ trợ sức mạnh. Tam số kích đâm thẳng trên người Thâm Hải Ma Kình Vương, vậy nhưng chỉ cắm được một chút. Điều này làm cho tên kia cũng khen ngợi, đúng là học được vài phần từ chỗ hải thần. Nếu là kẻ khác thì đừng nói là tạo ra được tổn thương cho nó. Các thành viên còn lại chủ động lao dài trợ giúp, bọn họ cùng nhau công kích kịch liệt nhằm thăm dò khả năng phòng ngự. Sau khi đã xác nhận đúng như dự đoán, Đường Tam liền ném thêm một chiêu xuống vị trí tam số kích, cố gắng để cây đinh bà này đâm sâu vào trong da thịt. Đâm xuyên qua lớp da, Thâm Hải Ma Kình Vương đau đớn dãy rủa, nó cố gắng phản kháng, vậy nhưng đều bị Đường Tam tránh né.
hắn liên tục công kích thêm, đồng thời sử dụng bát chu mô cắm vào trên da thịt của con hồn thú này nhằm làm cho nó suy yếu. Kế tiếp là sử dụng hai loại lực lượng là cực nóng và cực lạnh, lấy từ chỗ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tuy nhiên, tất cả những đòn công kích bản nãy lại không ăn thua. Sau khi bị ăn tá hành vào mặt, thì Thâm Hải Ma Kình Vương cũng phản công. Đường Tam buộc phải chuyển sang phương án khác, đó là ám khí Diêm Vương Thiếp. Toàn thân mũi tên đều kèm theo kịch độc, có thể ăn mòn vật thể tiếp xúc trong nháy mắt. Cộng thêm hai thứ cực nóng cực lạnh gia trì thêm, Thâm Hải Ma Kình Vương hoàn toàn bó tay và bị đánh cho sấp mặt. Nó buộc phải hóa thành hình người. Điểm yếu của việc hóa thành hình người là ưu thế về thân thể sẽ biến mất, đến ngay cả ưu thế tổng thể đều sẽ giảm sút, như vậy thì sẽ càng dễ giải quyết hơn. Trong quá trình biến đổi, năng lượng cuồng bạo liên tục bạo phát ra xung quanh, mọi người đều phải lùi về sau phòng thủ. Rất nhanh, tên kia cũng chuyển đổi sang bộ dáng nhân loại, sau đó ngưng tụ ra mấy cái lôi châu. Sức tấn công của chiêu này được giới thiệu là vô cùng khủng bố. Chiêu thức nhanh chóng được phóng ra. Vậy nhưng, chưa biết kết quả như thế nào thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé!